Bạn có biết hóa thạch khủng long hoàn chỉnh nhất trong lịch sử có thể bán được bao nhiêu không? Vào năm 2020, một mẫu vật hóa thạch khủng long bạo chúa được bán đấu giá ở Christie, Mỹ bán được gần 32 triệu đô. Lần đấu giá này xác lập kỷ lục thế giới mới về giá của hóa thạch khủng long, đồng thời cũng tạo nên một phong trào săn hóa thạch khủng long rầm rộ với ước mơ đổi đời sau một đêm. Cục đá trên tay người đàn ông này trong mắt người bình thường nó chỉ là rác rưởi, nhưng đối với Clayton có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành săn hóa thạch mà nói thì chiếc răng này là của khủng long đầu vòm, giá thị trường rơi vào khoảng 150 đến 350 đô la. Nhìn chiếc răng tinh xảo trong tay, anh nhớ ngay đến lô hóa thạch đầu tiên đào được hơn 10 năm trước, đó là xương đầu của khủng long đầu vòm. Nghe nói sau này nó còn được bán cho một viện bảo tàng. Sau đó anh có được thành tựu lớn nhất trong đời, hóa thạch khủng long quyết đấu chấn động toàn cầu. Nghe nói là hai con khủng long trong lúc đánh nhau rơi xuống bùn, bởi vì quá hy hữu và nguyên vẹn nên giá những 10 triệu đô, nhưng cũng vì vậy đến nay vẫn chưa bán được. Vốn dĩ anh muốn nhân cơ hội đổi đời mà lại không được, cuối cùng vẫn phải xách xô chậu đi đào hóa thạch để trả tiền điện nước. Hóa ra Clayton là chủ một trang trại mà trước đây nó từng là vùng đầm lầy của khủng long sinh sống. Vốn dĩ hóa thạch đều chôn sâu dưới đất, nhưng trải qua thời gian và biến đổi địa chất, những hóa thạch này bị đẩy lên. Nhưng cho dù hóa thạch lộ ra ngoài thì công tác khai quật vẫn không hề đơn giản, bởi vì hóa thạch rất dễ vỡ, vì vậy họ chỉ có thể khai quật vào mùa đông và mùa xuân. Lúc này hai cha con anh đang truy tìm dấu vết hóa thạch. Sau khi tìm thấy răng của khủng long đầu vòm, anh lại phát hiện ra một thứ giống như móng vuốt của một loài raptor. Sau khi quan sát một hồi, anh đoán là thằn lằn chạy. Đây là một loài động vật nhỏ rất tàn ác, kích thước chỉ bằng con gà tây, nghe nói nó sẽ nhảy lên người con mồi rồi dùng vuốt xé ra để ăn nội tạng, ước tính giá trị khoảng 1.000 đến 2.000 đô. Anh nhẹ nhàng đặt nó vào trong hộp, tỏ ra vui vẻ vì tiền vốn cuối cùng cũng kiếm lại được. Trời dần tối, hai cha con quyết định quay về và hy vọng ngày mai có thể tìm được hóa thạch lớn hơn. Đến với nông trại thứ hai, anh em nhà Harris cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự. Để có tiền trả nợ ngân hàng, họ cùng với hàng xóm Aaron hợp tác tìm hóa thạch khủng long. Nghe nói năm 2011, họ đào được hóa thạch khủng long bạo chúa nguyên vẹn dài đến 30 mét. Tuy hóa thạch rất hoàn mỹ nhưng giá cả đắt đỏ khiến viện bảo tàng và nhà siêu tầm chỉ biết lắc đầu. Nhìn thấy nợ nần và lãi suất ngân hàng không ngừng tăng, Mai chỉ đành cùng em trai là Greg phân chia công việc. Mai chăm lo nông trại, Greg và hàng xóm thì đi tìm hóa thạch. Với nhiều năm kinh nghiệm săn khủng long, hai người rất nhanh tìm thấy chỗ thích hợp. Chẳng mấy chốc họ đã phát hiện ra một chiếc răng rất đẹp. Aaron sau khi nhìn kỹ đoán là răng của cá sấu. Nghe nói 66 triệu năm trước, cá sấu và khủng long sống cùng nhau, thậm chí chúng còn ăn thịt khủng long. Sau khi cất chiếc răng đi, họ tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên Aaron có phát hiện quan trọng. Mai phấn khích đi tới thì phát hiện một góc sừng đã bị phong hóa, mà chủ nhân của nó chính là khủng long ba sừng. Sau đó họ đoán phần thân chắc vẫn được chôn dưới đất. Họ nhanh chóng bắt tay đào. Đầu tiên phải lôi cái sừng ra, bởi vì hóa thạch rất dễ vỡ nên chỉ có thể dùng chổi nhỏ nhẹ nhàng quét. Đây là một công việc hết sức nhàm chán và tốn thời gian. Cũng không biết bao lâu trôi qua, chiếc sừng cũng hoàn toàn lộ ra. Hai người lấy thạch cao và vải trong xe ra, định bọc một lớp thạch cao bên ngoài hóa thạch. Sau khi quấn giấy bạc, họ bôi đều thạch cao lên trên. Sau 2 tiếng thạch cao khô lại là được. Bên này, hai cha con Clayton vừa về đến nhà chẳng bao lâu thì chị của anh ôm chiếc hộp giấy vội vàng chạy đến. Nghe nói anh có kiến thức rất nhiều về hóa thạch khủng long, vì vậy muốn nhờ anh xem giúp. Sau khi quan sát một hồi, anh đoán rằng đây là móng vuốt khủng long ăn thịt. Đây là loài khủng long hai chân đa dạng, kết cấu xương giống chim chứ không giống động vật leo trèo, có thể là của khủng long bạo chúa. Sau khi biết chỗ cô có rất nhiều hóa thạch, anh quyết định phải tự mình đi một phen. Đến nơi, Clayton phát hiện dấu vết của loài khủng long chân thú. Do không thấy phần đầu nên anh không dám khẳng định có phải khủng long bạo chúa không. Nhưng do hóa thạch ở đây có rất nhiều mảnh vụn nên anh đoán rằng xương đầu của con khủng long này còn nguyên vẹn. Xem ra khoản nợ ngân hàng của anh đã có hy vọng rồi. Thấy trời đã tối, anh quyết định quay về hôm sau trở lại. Bên này Mai và Aaron cũng mang được chiếc sừng của khủng long ba sừng về. Bán cũng được khá tiền. Nếu tìm được chiếc đầu hoàn chỉnh có thể bán được 1,8 triệu đô. Để tìm thấy những phần khác của khủng long ba sừng, Aaron đã dùng đến máy xúc. Mục tiêu lần này của họ là tìm được xương đầu của khủng long ba sừng. Bởi vì hóa thạch rất dễ vỡ, vì vậy Aaron không thể làm nhanh. Chẳng mấy chốc họ đã đào đến lớp carbon. Nhìn chỗ đất đen trong tay, Mai nói rằng họ cách mục tiêu không còn xa nữa. Nghe vậy động tác của Aaron lại chậm hơn. Đột nhiên Mai bảo máy xúc dừng lại rồi tiến lại gần xem. Nhưng không ngờ chỉ là một cục đá. Nhìn thấy đối phương không đáng tin cho lắm, Aaron quyết định tự mình xuống tìm. 3 tiếng trôi qua, họ vẫn không có thu hoạch gì. Suy nghĩ một lúc lâu, cả ba quyết định từ bỏ chỗ này. Phía đội của Clayton cũng bắt đầu làm việc, dùng máy xúc làm sạch đất rồi bắt đầu tìm kiếm hóa thạch lớn, còn đặc biệt đánh dấu khu vực đào. Sau khi chuẩn bị xong, mọi người bắt đầu tiến hành đào đất. Con trai bên cạnh cũng cố gắng tìm kiếm. Tuy nhỏ tuổi nhưng kinh nghiệm của cậu rất phong phú. Nghe nói khi còn đóng bỉm, cậu đã cùng cha đi làm. Chẳng mấy chốc cậu nhóc đã tìm thấy manh mối trước. Đây là chiếc răng xinh đẹp. Sau khi xác nhận, Clayton vui sướng khôn xiết. Sự xuất hiện của nó chứng minh rằng phần xương đầu khả năng ở gần đây. Sau khi xem, mọi người vui mừng phát hiện trên đất còn có chân răng. Phải biết rằng khủng long chân thú giống như cá mập thay răng liên tục, còn chân răng chỉ dụng khi động vật chết đi. Sau khi quan sát, Clayton xác nhận đây là chiếc răng mõm trên. Răng trên mỗi hàm kích thước khác nhau nhưng dễ phân biệt nhất là răng mõm trên. Hình dạng của nó giống lưỡi dao, còn răng hàm khác giống cái đinh. Thấy mở đầu khá thuận lợi, mọi người càng ra sức đào.
hy vọng sẽ sớm tìm thấy báu vật. Bên này, Aaron cầm theo chiếc sừng đến phòng thí nghiệm. Tiếp đón anh là chuyên gia xử lý hóa thạch top, công việc của anh là xử lý và khôi phục hóa thạch. Sau khi làm sạch đất bên trong thạch cao, phần dưới của chiếc sừng dần lộ ra, tình trạng nó khá tốt, Aaron còn nhìn thấy mạch máu và dây thần kinh. Sau đó họ đưa nó vào máy, bắt đầu dùng súng bắn cắt để làm sạch cặn bẩn bám trên bề mặt. Sau vài tiếng xử lý, cuối cùng mảnh xương hoàn chỉnh đã xuất hiện. Tiếp đó họ gỡ bỏ lớp thạch cao bên ngoài rồi ngâm vào trong một thùng chất lỏng gì đó. Cuối cùng đem các mảnh ghép vào nhau rồi dán lại. Ở nhà, hai anh em Mai đang nướng thịt chào mừng Aaron trở về. Nhìn thấy hóa thạch đã tu sửa xong, hai người phấn khích chạy đến xem. Họ bắt đầu suýt xoa, chiếc sừng được tu sửa rất đẹp, giá trị khoảng 3-4.000 đô. Tuy có thể kiếm lời nhưng vẫn còn cách xa mục tiêu của họ. Hy vọng tiếp theo có thể tìm thấy hóa thạch đáng tiền hơn. Hai cha con Clayton cũng thu hoạch được kha khá nhưng cụ thể bao nhiêu vẫn phải tùy thuộc giống loài và số lượng. Ước tính từ 50.000 đô đến khoảng 10 triệu đô. Theo như 30 mảnh xương đầu hiện đang có thì chúng chỉ có hai khả năng. Một là khủng long bạo chúa, hai là loại khủng long thần bí và quý hiếm nào đó. Mà cho đến nay, họ đã đào được 30 mảnh xương và xác định được bao gồm xương đùi, xương sườn, xương hàm dưới và xương ống chân. Mặc dù vẫn chưa thể xác nhận là loài khủng long nào nhưng anh đã thu hẹp phạm vi lại còn rất nhỏ. Một là khủng long bạo chúa, hai là khủng long bạo chúa thuộc loại nhỏ hơn. Loại này đến tận năm 1988 mới được ghi nhận. Bề ngoài của nó rất giống khủng long bạo chúa nhưng chỉ bé bằng 1/3 khủng long bạo chúa. Có nhà khoa học cho rằng có thể nó là khủng long bạo chúa con. Nhưng Clayton lại cho rằng khung xương tay của chúng vẫn có những sự khác biệt. Dựa vào đặc điểm này có nghĩa là chúng không cùng một loài. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước trong việc chứng thực danh tính của hóa thạch thì anh phải tìm được 1/3 bộ xương. Tính ra là ít nhất hơn 100 mảnh xương khác nhau. Mà trên toàn thế giới người khai quật được bộ xương khủng long hoàn chỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu nhóm của họ phát hiện ra 1/3 bộ xương, vậy có thể coi là mẫu vật hoàn chỉnh. Lúc này anh rất lạc quan, theo tình hình trước mắt thì cơ hội hoặc khai quật được bộ xương hoàn chỉnh là rất lớn. Ở một nông trường khác, hai anh em nhà Harris đang chăn bò. Dù sao thì nguồn thu chính trong nông trường của họ đến từ việc bán bê con, mà năm nay giá bò còn thấp một cách đáng sợ. Họ có thể sẽ thua lỗ. Để giữ được nông trường, ông Harris lấy ra món bảo bối cất kín dưới đáy hòm, hóa thạch khủng long có tên Cao Bồi. Đây là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp khai quật hóa thạch của ông, nhưng bởi vì chưa được giá nên là vẫn chưa bán đi. Lúc này hóa thạch đều được bao bọc bởi thạch cao. Vì chi phí xử lý bộ xương lớn như này cao tới hàng trăm nghìn đô, thế nên ông chỉ có thể dùng cách này để bảo quản. Nhưng những ngày tháng thế này có lẽ sắp kết thúc rồi. Ông nói đến chiều sẽ có người mua hàng đến xem. Trước khi người mua đến họ cho hóa thạch thấy lại mặt trời. Lúc họ đang bận rộn xử lý thạch cao thì hàng xóm Aaron đã một mình đến nơi sâu trong trang trại. Thấy mùa săn tìm hóa thạch đã qua 3 tuần rồi, Aaron cũng vội vàng đi tìm hóa thạch khủng long thuộc về mình. Đây là điều kiện quan trọng để anh ghi lại dấu ấn của bản thân. Vị trí của anh lúc này là nơi có nhiều hóa thạch khủng long. Sau mấy tiếng đồng hồ vất vả tìm kiếm thì Aaron cuối cùng cũng có phát hiện. Đây là góc mũi của một con khủng long ba sừng. Thấy bảo có thể bán được khoảng 1.000 đô. Nhưng bởi vì nơi đây từng là một lòng sông cổ, thế nên ở đây đại đa số đều là những mảnh vụn hóa thạch do dòng nước cuốn đến. Không có cách nào tìm được một bộ xương hoàn chỉnh cả. Tám chuyện một hồi Aaron tiếp tục tìm kiếm. Bên phía Clayton lại có chiều hướng tốt. Họ đã phát hiện thêm 10 mảnh hóa thạch nữa. Clayton quyết định để một số thành viên dùng thạch cao bọc lấy hóa thạch. Thế này vừa có thể bảo vệ đồng thời đưa nó đến phòng thí nghiệm. Tất cả làm việc vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có tin tức tốt lành. Họ đã tìm được bộ phận đáng tiền nhất là xương hộp sọ. Quay về phía hai anh em nhà Harris. Lúc này họ đã tách xong lớp thạch cao. Loại bỏ bùn đất bên trên, răng và xương sọ của một con khủng long bạo chúa từ lộ ra. Nếu lần giao dịch này thành công thì ông Harris vất vả cả đời cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Bên phía Aaron, lúc này anh đã gọi chú của mình là John đến giúp. Người này không hề đơn giản, thấy bảo ông ấy đã bán vô số mảnh hóa thạch từ nông trường của mình. Mà khiến người ta kinh ngạc nhất là hộp sọ hoàn chỉnh của khủng long mỏ vịt. Giá bán đi khi đó là 35.000 đô. Hiện tại, Aaron khổ sở tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ cũng tìm thấy vết tích của khủng long. Là một cái phẩy bị vỡ của khủng long bọc giáp siêu hiếm. Nhưng vì bị tổn hại nghiêm trọng nên giá cả sẽ không cao. Một cái vảy chất lượng có thể bán được trên dưới 500 đô. Mà cả bộ xương hoàn chỉnh của khủng long bọc giáp sẽ có giá 500.000 đô. Hai người bắt đầu đào với hy vọng dưới chân đang có niềm vui bất ngờ chờ đợi họ. Còn phía Clayton thì đích đến chỉ cách anh một khoản nhỏ nữa. Vì lúc này anh đã đào được mảnh xương có tạo hình kỳ quái. Nó có vẻ như là một mảnh xương hàm. Lẽ nào lần này là niềm vui nhân đôi hay sao? Bên phía một nông trường khác, hai anh em nhà Harris đang chuẩn bị bán món báu vật trong kho của mình đi. Người mua bộ xương này đã lái xe đến đây. Ông Harris đưa họ vào bên trong xem. Chuyên gia đánh giá một hồi xác nhận đây là xương một con khủng long bạo chúa trưởng thành. Hơn nữa cả bộ xương được cất giữ rất tốt, đặc biệt là răng. Xử lý thêm một bước nữa nó sẽ trở nên rất xinh đẹp. Sau đó họ vào trong phòng để thảo luận chi tiết các vấn đề hợp tác. Một bên khác, Aaron đang tìm kiếm bộ xương khủng long bọc giáp trị giá 500.000 đô. Trong khi Aaron và chú đang mải mê với công việc, Greg đột nhiên lái xe đến đây. Hóa ra tranh thủ lúc Mai và người mua đang thương lượng, anh đến đây giúp một tay, còn mang theo máy múc đến. Thấy thế Aaron cũng không nhiều lời mà trực tiếp lái máy múc bắt đầu đào. Còn Greg ở một bên quan sát tình huống. Một lát sau họ đào đến một tầng địa chất mà ở đây tập trung nhiều hóa thạch khủng long nhất. Để không làm tổn hại đến hóa thạch, họ dừng máy múc rồi bắt đầu cùng Greg từ từ đào từng chút một.
Trời không phụ lòng người, không bao lâu Aaron phát hiện một mảnh hóa thạch, điều này thể hiện rằng họ đã tìm thấy mục tiêu. Nhưng Aaron lại đột nhiên phát hiện khúc xương này rỗng bên trong, phải biết xương khủng long bọc giáp vô cùng chắc chắn. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ xác định đây là xương của khủng long lớp chim. Nó rỗng và nhẹ sẽ giúp chúng có được tốc độ và sự nhanh nhẹn tuyệt vời nhất, từ đó trở thành kẻ săn mồi cực kỳ đáng sợ. Thấy dấu vết của khủng long bọc giáp bị đứt đoạn, Aaron thất vọng vô cùng, anh lại tiếp tục quan sát địa hình. Rất nhanh chóng anh phát hiện trong lòng sông cổ này, tất cả hóa thạch đều là mảnh vụn được cuốn đến theo dòng nước. Xem ra chỗ này chỉ có thể kiếm được chút tiền lẻ. Nếu muốn tìm được một bộ xương hoàn chỉnh họ sẽ mất rất nhiều thời gian. Sau một hồi, Aaron quyết định mang mảnh xương khủng long ba sừng hồi sáng tìm được về phòng thí nghiệm kiểm tra rồi bán đi thu hồi chút vốn. Dù sao sáng giờ tìm xương khủng long bọc giáp cũng tốn không ít công sức. Quay về bên phía Clayton, sau khi cẩn thận đào xong, nhóm người họ xác định đây là một mảnh xương hàm trên hiếm có. Những phát hiện không ngừng này khiến Clayton ngày càng mong đợi về hình dáng của con khủng long sau khi hoàn thiện. Sau đó anh chỉ huy mọi người mang toàn bộ xương khủng long đã tìm được về phòng thí nghiệm. Bên phía Aaron, lúc này anh đã ở phòng thí nghiệm giao mảnh xương gốc mũi cho chuyên gia giám định hóa thạch top. Đối phương rất kinh ngạc bởi thứ này thật sự rất hiếm. Nghe nói có vài nhà siêu tầm đang săn lùng xương mũi của khủng long ba sừng này. Xem xét một hồi, ông trực tiếp ra giá 700 đô. Mặc dù giá thị trường là 1.000 đô nhưng chiếc xương này còn cần phải tiến hành xử lý. Cũng phải cho top kiếm chút lãi chứ. Nghĩ đến đây Aaron đành ngậm ngùi đồng ý. Sau khi tiền vào túi, Aaron biết mình phải tiếp tục tìm được càng nhiều hóa thạch chất lượng hơn. Cuối cùng quay về phía nhà Harris, lúc này họ đã thương lượng xong mọi thứ với người mua. Mặc dù quá trình rất thuận lợi nhưng người mua lại nói cần về nhà chuẩn bị một chút. Ông Harris hiểu ra khi nào tiền chưa nằm trong tài khoản ngân hàng, khi đó mọi thứ vẫn còn là ẩn số. Phía bên này, bộ xương mà Clayton đào được trước đó đã bọc xong. Thấy mùa đông sắp đến, Clayton chuẩn bị chuyển nó đến phòng thí nghiệm cách đó 35 km. Bởi vì trọng lượng rất lớn nên việc này không dễ chút nào. Đầu tiên họ cần lật nó lại để đắp thêm một lớp thạch cao nữa ở phần bụng dễ vỡ. Phải bao bọc thật kín kẽ mới dễ vận chuyển. Mà để đảm bảo phần hộp sọ và lớp bọc không bị vỡ trong quá trình vận chuyển, họ đã làm một cái khung bằng thép bao bên ngoài. Đây là một quá trình lâu dài và cần sự tỉ mỉ. Lúc này họ phải hết sức cẩn thận, chỉ cần xảy ra gì đó ngoài ý muốn là công sức mấy tháng trời hóa thành bọt nước ngay. Lúc này, lại có một thợ săn hóa thạch mới xuất hiện, Jared Hudson. Anh là một nhà cổ sinh vật học mang tính thương mại, chuyên tìm kiếm và mua bán hóa thạch. Nhưng anh rất kém may mắn, bởi vì không có trang trại của riêng mình nên thường xuyên phải hợp tác với người của các trang trại khác. Vốn dĩ mọi thứ đều bình thường nhưng sau khi khai quật được bộ xương khủng long bạo chúa thì chủ trang trại đột nhiên lật mặt, hợp đồng cũng chấm dứt. Hai bên cãi nhau ầm ĩ còn ra cả tòa. Từ đó đến nay Jared không có bất kỳ thu nhập nào, mà việc xảy ra cũng khiến tình hình của anh càng thêm xấu đi. Chủ các trang trại quanh đây không ai muốn hợp tác với anh, hết cách anh chỉ đành đến mảnh đất của bạn mình để khai quật hóa thạch. Nhưng những ngày tháng thế này sẽ sớm kết thúc bởi vì bạn của anh sắp bán trang trại này đi rồi. Nếu như không bán được giá tốt, công ty của anh ấy có thể sẽ phá sản. Bên phía Mike, trong lúc chờ đợi người mua phản hồi, ông đem bộ hóa thạch này đi xử lý một chút, hy vọng làm thế sẽ dễ bán hơn. Đây là cơ hội cuối cùng của ông, nếu không bán được bộ xương khủng long bạo chúa này thì mùa đông sắp tới sẽ rất khó khăn. Còn Aaron thì đang giúp sức bên phía nông trường của chú mình, họ vừa mới phát hiện ra dấu vết của hóa thạch khủng long mỏ vịt, vì thế liền lái máy xúc đến bắt đầu đào. Mục tiêu lần này là hộp sọ của khủng long mỏ vịt trị giá khoảng 35.000 đô. Sau vài tiếng đồng hồ nỗ lực cuối cùng họ cũng đào tới tầng hóa thạch, bởi vì hóa thạch rất dễ vỡ nên chỉ có thể từ từ đào thủ công. Bên phía Clayton, sau vài tiếng đồng hồ tăng ca họ đã dựng xong khung thép bao quanh bề ngoài, nhưng đen đủi là trời lại sắp có bão. Dùng thạch cao cố định khung thép xong thì trời bắt đầu mưa, xem ra hôm nay không thể chuyển đi rồi. Bên phía Aaron, Harris xử lý hóa thạch của mình xong thì qua giúp một tay. Đúng là người nhiều sức nhiều, không bao lâu họ đã tìm được một đoạn xương ống chân. Khúc xương lớn nhất trên người khủng long mỏ vịt có thể bán được 2.500 đô. Thường xuyên đen đủi, lần này Jared thử vận may với một khu di tích cũ. Đi loanh quanh một vòng thì anh bắt gặp xương sống của khủng long mỏ vịt đã bị sói mòn nghiêm trọng. Nhìn màu sắc thế này là biết không còn đáng tiền nữa. Anh đi tiếp về phía trước tìm kiếm. Bên phía Aaron, sau vài ngày nỗ lực đào bới họ phát hiện được 15 mảnh xương. Lúc này, trước mặt anh lại xuất hiện rất nhiều xương sườn. Mặc dù một cái xương sườn hoàn chỉnh có thể bán được 500 đô nhưng phần xương đáng tiền nhất vẫn chưa xuất hiện. Còn phía Clayton thì lúc này mưa cũng đã tạnh. Mùa đông đã đến rất gần, hôm nay họ nhất định phải lật khối thạch cao này lại. Clayton lái xe từ từ đẩy về phía trước, thấy nó nghiêng dần sang tim mọi người cũng muốn nhảy ra ngoài luôn. May mắn là cuối cùng cũng an toàn lật lại rồi. Khi mọi người đang hò reo vui vẻ thì lại có bất ngờ xuất hiện. Trời lại đổ mưa nữa rồi. Mưa bão sẽ khiến đường càng khó đi, thế nên họ chỉ có thể một lần nữa quay về nhà đợi trời nắng. Bên Aaron, sau 8 ngày họ tìm được tổng cộng 30 mảnh xương, nhưng đen là vẫn không có xương sọ. Thấy chi phí đào bới mỗi ngày lên đến hơn 1.000 đô, Aaron có hơi choáng váng. Sau khi suy đi nghĩ lại anh quyết định bán địa điểm khai quật hóa thạch này đi. Thấy bảo có thể bán được với giá 5.000 đô, cùng với 30 mảnh xương này tổng cộng là 15.000 đô. Thế này còn kiếm được chút tiền đem về cho vợ. Bên phía Jared sau vài ngày tìm kiếm, anh tìm thấy xương sọ thuộc họ rùa ở kỷ phấn trắng. Nghe bảo loại này thường ăn xác khủng long và thịt thối. Sau khi bọc lại cẩn thận, anh cầm nó lên tay, ước tính giá vào khoảng 500 đô. Mặc dù không nhiều tiền lắm nhưng dù sao ít còn hơn là không có.
nhưng người đen đủi nhất là bố con nhà này. Sắp đến ngày trả nợ ngân hàng rồi mà bộ xương khủng long bạo chúa 4 triệu đô còn chưa bán được. Lúc này tâm trạng hai bố con Mai rất nặng nề, giờ phải nghĩ cách vượt qua giai đoạn cam go này đã. Bên này Jared là người đen đủ thứ hai, trang trại duy nhất mà anh có thể đào bới tìm hóa thạch cũng vừa bị bán mất tiêu rồi. Thấy nơi đây không còn chỗ nào có thể đào hóa thạch nữa, Jared quyết định chuyển nhà, nhưng trước hết cũng cần một số tiền lớn. Suy đi nghĩ lại, anh mở kho hóa thạch của mình ra. Đây là tất cả những gì anh có. Đầu tiên là móng của khủng long móng vuốt Raptor, mặc dù số lượng nhiều nhưng giá cả lại không cao. Tiếp đến là mảnh xương sọ do anh cùng người bố quá cố của mình tìm được. Đây không phải khủng long mà là một loài động vật có vú bề ngoài rất giống tê giác. Theo tìm hiểu, một hộp sọ hoàn chỉnh có thể bán được vài chục nghìn đô. Nhưng lúc này Jared lại khẳng định không thể bán đi được. Anh muốn lưu lại chút kỷ niệm về người bố. Nhìn kho toàn hóa thạch của mình, anh cảm thấy không nỡ. Nhưng giờ anh không còn sự lựa chọn nào khác. Bên phía bố con Clayton, lúc này họ đang vận chuyển một bộ hóa thạch. Chỉ có chuyển đến phòng thí nghiệm giám định họ mới có thể biết được đây là khủng long bạo chúa hay khủng long bạo chúa lùn. Nhưng lúc này một vấn đề mới lại xảy ra. Xe kéo vận chuyển chỉ chở được trọng lượng tối đa là 9 tấn, mà khối thạch cao này nặng đến 11 tấn. Nếu muốn an toàn thì họ chỉ có thể bóc bỏ lớp thạch cao để giảm trọng lượng. Thấy thời gian dần trôi đi, mây đen lại ùn ùn kéo đến trên bầu trời. Chẳng lẽ lại mưa nữa hay sao? Thấy vậy mọi người đành phủ lại lớp thạch cao lên bề mặt một lần nữa. Tay làm mà miệng không ngừng chửi thề. Sau đó dùng hai cái máy múc đưa khối thạch cao lên xe kéo để chuyển đi. Chỉ cần an toàn đến được phòng thí nghiệm là họ sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Mà lúc này Mai cũng đang ở trong kho chọn lựa hóa thạch. Có lẽ đây là cách duy nhất để trả nợ. Những mảnh vụn từ bộ xương của một con khủng long bọc giáp xuất hiện trước mắt. Mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng có rất nhiều mảnh vảy. Cộng sơ sơ hết chỗ này bán chắc cũng phải được 10.000 đô. Aaron bên này vẫn đang cùng Greg tìm hóa thạch. Thông qua việc quan sát địa hình, họ tìm được một chỗ tốt. Ngay sau đó Greg tìm được một mảnh hóa thạch. Aaron vui mừng cầm lên xem. Dựa vào các rãnh mạch máu trong xương mà đoán đây là xương gấp phần cổ khủng long ba sừng. Đây là phần lá chắn bằng xương phía sau cổ. Giống như sừng vậy, nó cũng cần được cung cấp máu để phát triển. Nhưng càng khiến người ta bất ngờ là trong đất vẫn còn một vài mảnh xương tương tự nữa. Lần này hai người họ đổi vận cũng nên. Clayton bên này thì đang chuyển khối thạch cao chứa hóa thạch đi. Lúc đi qua khúc cua đột nhiên xe bị nghiêng. Thấy xe sắp lật, Clayton vốn tính tình bình tĩnh nhưng cũng không thể nào bình tĩnh được nữa. Không lâu sau cuối cùng xe cũng trở lại trạng thái ổn định. Lúc này mọi người mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng vẫn chưa hết, phía trước phải đi qua một con lạch nhỏ. Đây là cản trở cuối cùng trước khi về đích. Jared bên này lựa chọn một hồi cũng chọn ra thứ muốn bán. Đây là một trong những thứ quý giá nhất trong tay anh, chân của một con Spinosaurus. Nghe nói chi của con khủng long này có thể dài đến 1,5 mét. Riêng phần gai lưng đã cao bằng một người rồi. Là loài ăn thịt lớn nhất trên trái đất được ghi nhận. Điều khác thường nhất là nó lại sống dưới nước và săn những con cá lớn. Phần hóa thạch chân này sẽ có giá từ 3 đến 5 nghìn đô. Bên phía Aaron lúc này, họ đang dùng thạch cao bọc kín xương sọ của con khủng long ba sừng. Những phát hiện liên tục khiến họ cực tin tưởng vào vùng đất này. Đào tiếp không bao lâu thì hai người có phát hiện to lớn. Đây là một phần xương khớp cổ siêu to. Nếu hoàn chỉnh thì hiếm có vô cùng. Đồng thời cũng cho thấy hóa thạch con khủng long ba sừng này được bảo tồn rất tốt. Bên phía Clayton, họ đã lái xe đến chỗ con lạch. Nghe bảo trước đây anh từng mắc kẹt ở đây mấy lần rồi. Xuống xe quan sát một hồi, anh không một chút do dự, đạp hết ga hết số mà lao đến. May mắn được ông trời độ, không có chuyện gì xảy ra. Xem ra không uổng công sức mấy tháng trời nay rồi. Sau một ngày làm việc vất vả, hai người Aaron đang ngồi sưởi bên đống lửa bỗng lại phát hiện có điều bất thường. Ở phía xa có ánh sáng. Ngay lập tức một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu họ. Lẽ nào là những tên trộm hóa thạch? Không chút do dự, hai người cầm vũ khí vội vàng chạy qua. Đến nơi, trên đất chỉ còn lại vết bánh xe và tàn thuốc. Bọn chúng đã chạy mất rồi. Xem ra đêm nay là một đêm không ngủ rồi. Bên này Clayton đã an toàn đến được phòng thí nghiệm. Việc cần làm là chờ đợi và xử lý từ chuyên gia top. Còn phía Aaron, sau khi xảy ra chuyện đêm qua, mới sáng sớm họ đã đến vị trí khai quật hóa thạch khủng long ba sừng. Họ phải nhanh chóng chuyển những gì đã đào được đi ngay. Lúc này Mai cũng đến giúp đỡ. Ba người hợp sức lật cái hộp sọ to lớn này lại. Chuyển đi xong, hai người họ phải tiếp tục tìm kiếm trước khi bị đám trộm phá hỏng. Họ phải nhanh chóng đào hết những gì có thể đào, trở lại phòng thí nghiệm của nhóm Clayton. Thứ kỳ quái này hóa ra lại là xương hàm dưới của một con khủng long, nhưng khiến người ta vui mừng khôn xiết là bên trên còn có thêm răng. Sau khi khủng long chết, răng sẽ rụng ra. Giữ được một bộ thế này là vô cùng hiếm có, giá cũng tăng lên gấp 4 lần. Mặc dù mọi người đã tăng ca làm việc nhưng để biến hóa thạch thành tiền tươi thì còn cả một quá trình dài. Mà để có thể lấp đầy cái bụng, hai bố con Clayton chỉ có thể quay lại nơi gió lạnh một lần nữa để tìm thêm hóa thạch. Nghe nói nơi này từng là một lòng sông cổ, vì thế có rất nhiều mảnh vụn hóa thạch. Nếu tìm được răng và móng chất lượng tốt thì có thể kiếm được ít tiền. Nhưng chưa đào bao lâu hai người lại đụng phải một vấn đề mới. Một tảng đá khổng lồ trên đỉnh đầu có vẻ hơi lỏng lẻo, nhìn như muốn rơi xuống. Mặc dù thuê máy múc rất đắt nhưng vì để an toàn, Clayton vẫn quyết định thuê một cái. Bên phía hai cha con nhà Mai, giờ họ đang đào hóa thạch khủng long ba sừng. Đến nay, họ đã đào được 20% bộ xương. Mặc dù không tồi, những thứ đáng giá nhất vẫn chưa tìm được. Ước tính một cái sừng chất lượng tốt có thể bán được 3 đến 4 nghìn đô. Mùa đông sắp đến kéo theo giá thuê máy múc cũng tăng chóng mặt.
khi công việc đào bới sắp buộc phải dừng thì nữ thần may mắn đã mỉm cười với họ. Khúc xương bằng phẳng này bên trên còn có vết chân, thế nên họ phán đoán sau khi nó chết còn bị con khác đạp lên. Nhưng cũng vì thế mà nhất thời họ không thể đánh giá được nó thuộc bộ phận nào trên người con khủng long ba sừng. Bên này Clayton đang lái máy múc xử lý tảng đá kia. Dù giá thuê đắt nhưng nhìn nụ cười trên mặt con trai anh lập tức cảm thấy tất cả đều đáng giá. Thấy xử lý đã ổn rồi, hai bố con bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu, họ đã đào đến tầng đất then chốt. Nhưng đen đủi là lúc này trời lại bắt đầu tối rồi, tầm nhìn cũng trở nên rất kém. Suy nghĩ một hồi anh quyết định quay về trước đã. Bên phía hai bố con nhà Mai, sau mấy tiếng xử lý tỉ mỉ họ đã xác định được vị trí của khúc xương. Nhưng ai mà biết được đó lại là thứ mà họ đang dày công tìm kiếm chứ? Chính là thái dương của con khủng long. Mặc dù đã biến dạng nhưng vẫn rất đáng tiền. Hưng phấn dùng thạch cao bọc lại xong, họ kiên nhẫn đứng ở bên chờ đợi. Quay về phía Clayton, vì con trai đi học rồi nên hôm nay chỉ có mình anh thôi. Vốn không ôm hy vọng lớn lắm nhưng giây tiếp theo một cái răng khủng long xinh đẹp xuất hiện trước mắt anh. Giá cả ước tính từ 25 đến 400 đô. Mở màn có vẻ không tồi, Clayton lại càng hứng khởi đào bới. Sau đó, một cái răng raptor lại xuất hiện. Bởi vì rất hoàn chỉnh nên anh đoán có lẽ nó dụng tự nhiên. Tiếp đến Clayton giống như trúng số vậy, tung mảnh từng mảnh hóa thạch không ngừng xuất hiện. Xem ra sắp kiếm đủ tiền thuê máy múc rồi. Bởi vì lúc này thời tiết quá lạnh nên anh quyết định quay về bán chúng đi đã. Bên phía hai bố con Mai, sau khi đào được thái dương con khủng long ba sừng xong, may mắn của họ dường như đã cạn kiệt. Hết cách, Mai quyết định dùng đến hai sợi dây thép ma thuật. Đây là cách tìm hóa thạch khủng long ảo diệu nhất mà tôi từng thấy. Đặt hai sợi dây này nằm tự nhiên trên tay, thả lỏng bước đi, chúng giao nhau ở đâu thì ở đó có hóa thạch. Mặc dù hai người trẻ tuổi Aaron và Greg không tin tưởng cho lắm, nhưng trước mắt chỉ có đặt lòng tin vào tấm chiếu từng trải này. Nhưng khiến người ta không ngờ là khi Mai đi đến một vị trí thì hai sợi dây lại thật sự giao nhau. Mà đi khỏi chỗ đó thì chúng lại cách nhau ra. Sau khi đánh dấu xong, họ lái máy múc bắt đầu công tác đào bới. Bởi vì không thể làm vỡ hóa thạch nên Aaron chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên Mai kêu dừng lại. Hóa ra hóa thạch thật sự xuất hiện rồi. Bởi vì chỗ này là tầng nham thạch cứng, vì thế họ lấy ra công cụ chuyên nghiệp là một mũi khoan cầm tay. Sau khi đào được hóa thạch ra, mọi người xúm lại quan sát. Nhưng không ngờ đây lại là sừng của một con khủng long ba sừng con. Thông qua quá trình phán đoán xác định nó khoảng 3 đến 4 tuổi. Trong nháy mắt tình hình ở đây trở nên phức tạp. Thấy thời gian khai quật có thể kéo dài vô tận, Mai hiểu rõ không thể đào xong trước mùa đông được. Sau khi suy xét cẩn thận, họ quyết định từ bỏ, đợi mùa xuân năm sau quay lại. Ước tính tổng giá trị hóa thạch đào được cho đến nay là khoảng 25.000 đô. Nhưng bởi vì có những tình tiết mới xuất hiện, trước khi tìm được bộ xương hoàn chỉnh thì tạm thời không thể bán. Hai bố con Clayton bên này thì đang đổ đất vào xô mang về nhà từ từ tìm. Nhưng thời tới cản không kịp, một cái móng vuốt siêu to đột nhiên xuất hiện trước mắt anh. Nhìn qua thì có vẻ là của một loài khủng long ăn tạp. Đây là loài có tốc độ cực nhanh, tốc độ khi chạy có thể lên đến 80 km/h. Hơn nữa chúng không có răng, móng vuốt cũng có thể dùng để vồ chộp. Cái móng vuốt trước mặt này ước tính có thể dễ dàng bán ra với giá 1.000 đô. Nhưng thấy con trai đã run lên cầm cập vì lạnh, Clayton quyết định quay về. Sau đó anh đến phòng thí nghiệm. Lúc này nhóm của họ đã tìm được 86 mẫu xương. Cứ thế này sẽ tìm được càng nhiều. Chỉ cần số lượng vượt quá 100 là có thể được tính là một bộ xương hoàn chỉnh. Một bên khác, chuyên gia lấy ra những cái móng vuốt đã được xử lý xong xuôi. Chất lượng khiến người ta kinh ngạc. Clayton nhìn mà miệng cười không ngớt. Tính sơ sơ bộ hóa thạch này phải có giá vài triệu đô. Nhưng việc cấp bách nhất lúc này là mời chuyên gia về đánh giá xem đây rốt cuộc là một con bạo chúa con hay một con bạo chúa lùn trong truyền thuyết. Nhóc con khi này đi học về liền chạy ra tìm bố. Đừng thấy tuổi của cậu nhỏ mà xem thường, nghe nói từ lúc còn mặc quần thùng đít, cậu đã được bố mang đến khu khai quật hóa thạch. Sau khi nghiên cứu địa hình một hồi, quả nhiên cậu tìm thấy một cái răng của khủng long ba sừng ẩn sâu bên trong. Nhưng dường như cậu cũng dự liệu trước điều này rồi. Suy ngẫm một hồi cậu quyết định đi tìm nguồn gốc của cái răng này. May mắn là, không bao lâu cậu tìm ra được một kho báu. Nhìn những mảnh xương ở xung quanh cậu ghép hai mảnh lại với nhau. Nhưng kiến thức của mình còn non nớt quá không đủ dùng, cậu đành đi tìm bố. Bên phòng thí nghiệm của nhóm Clayton, mọi người đang đánh dấu những phần hóa thạch đã tìm được trên người con khủng long. Thấy chuyên gia sắp đến, tâm tình của họ đều cực kỳ kích động. Sớm thôi họ sẽ biết hóa thạch này là của khủng long bạo chúa hay khủng long bạo chúa lùn. Bên hai bố con nhà Mai thì đang sửa hàng rào. Đáng lý ra việc này sẽ có công nhân làm nhưng vì đợt này hóa thạch đào được chưa bán đi nên họ không có tiền để thuê. Hai người còn đang than vãn cuộc sống không dễ dàng thì đối tác Aaron đã đến nông trường tìm hóa thạch. Lần này mục tiêu của anh là vụn hóa thạch, chỉ có thế mới kiếm được ít tiền. Sau vài tiếng anh cũng tìm ra dấu vết. Ban đầu cứ tưởng chỉ là một mảnh xương sườn không đáng giá, không ngờ ngay cạnh bên dưới lại là một cái răng sắc nhọn. Bởi vì bên trên còn có răng cưa lởm chởm nên anh đoán đây là răng của khủng long bạo chúa. Giá khoảng 300 đến 400 đô. Thứ này xuất hiện khiến Aaron tràn ngập lòng tin. Một lần nữa cùng lúc anh có một phát hiện trọng đại. Nhìn mảnh hóa thạch hình dạng độc nhất trước mắt, anh không có cách nào xác định nên quyết định mang về nhờ sự trợ giúp của cha con Mike. Clayton thì đang đến chỗ mà con trai chỉ. Sau khi đánh giá một hồi anh đoán là khủng long mỏ vịt hoặc khủng long ba sừng. Đột nhiên con trai lại tìm thấy hóa thạch ở bên cạnh. Phát hiện này khiến Clayton vô cùng kích động. Thấy bảo năm kia anh cũng tìm thấy một bộ hóa thạch khủng long mỏ vịt nhưng không có phần đầu nên không có cách nào bán đi được. Thấy hy vọng xuất hiện một lần nữa, Clayton lập tức quyết định quay về tìm người giúp đỡ. Bão tuyết sắp ập đến rồi, họ không còn thời gian nữa.
Bên phía Aaron lúc này anh đang đưa máy quay lại chỗ đã đánh dấu. Quan sát một hồi thì thấy đây là xương cụt của một con khủng long. Nhìn kích thước dường như là của khủng long bạo chúa. Lời vừa nói ra Aaron lập tức hai mắt sáng rực. Mặc dù vì giá cả quá cao mà bộ hóa thạch khủng long bạo chúa vẫn chưa bán đi được, nhưng ai mà từ chối được món hàng triệu đô dâng lên tận cửa này chứ? Suy đoán theo hướng khủng long bạo chúa, hai người xác định mục tiêu, chỉ cần tìm được xương sống là có thể mang đi giám định rốt cuộc nó có phải khủng long bạo chúa không. Sau đó Aaron lấy máy thổi ra bắt đầu công việc, bởi vì bão tuyết chuẩn bị ập đến nên anh rất sốt ruột. May mắn là mấy tiếng sau Mai tinh mắt đã tìm ra manh mối, mặc dù không phải xương sống nhưng xương chi này cũng đủ để mang đi giám định rồi. Cứ thế hai người đào bới càng tích cực hơn, nhưng rất nhanh họ phát hiện ra mặt đất ở đây đã bị đông cứng, nếu không có công cụ thì không đào nổi. Đây là một tin không mấy tốt lành, bởi nếu quay về lấy thì chắc chắn không kịp. Suy tính một hồi, Mai quyết định dùng bạt chống nước phủ lên trên đợi mùa xuân sang năm quay lại đào sau. Hai bố con Clayton bên này đã gọi người thân đến giúp đỡ, bởi vì trong lúc tìm kiếm họ đã phát hiện ra một đoạn xương sườn lớn. Quan sát một hồi, Clayton nghĩ khủng long mỏ vịt không có xương sườn lớn thế này, vậy chắc đây là một con khủng long ba sừng. Nhưng sau khi tìm được càng nhiều hóa thạch thì anh lại có chút đau đầu. Bão tuyết ập đến đít rồi mà tình hình chắc sẽ đào không kịp, chỉ có thể để đến năm sau đào tiếp. Anh dùng bạt chống nước phủ lên cẩn thận, sau đó mọi người liền quay về. Bên phía hai bố con nhà Mai, mấy ngày trước họ đào được sừng của khủng long ba sừng, giờ đã xử lý xong rồi. Nhìn cái sừng chất lượng cao trước mắt, hai bố con vui mừng không thôi. Theo giá cả hiện tại ước tính cũng 10 đến 12.000 đô. Trong phòng lúc này cũng bày đủ loại hóa thạch lớn nhỏ, tính ra khoảng 60.000 đô. Mà bộ xương khủng long bạo chúa cũng đã thu hút khách hàng mới, chỉ không biết lần này có thành công hay không thôi. Quay lại phòng thí nghiệm, lúc này chuyên gia mà nhóm của Clayton chờ đợi cũng đã đến. Sau khi chào hỏi mọi người bắt đầu quan sát, nhưng chuyên gia càng xem càng hưng phấn kích động. Đem xương của một con bạo chúa trưởng thành ra so sánh, chuyên gia rút ra kết luận đây là một con khủng long bạo chúa lùn hàng thật giá thật. Lời này nói ra khiến tảng đá đè nặng trong lòng Clayton cũng hạ xuống. Đồng thời trên thị trường không có hóa thạch bạo chúa lùn, vì thế không có cách nào định giá, nhưng chắc chắn sẽ là một khoản khổng lồ. Được rồi, video của ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video của mình. T91 Vlog xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Mãi yêu!